Người thứ ba. Dạ em có cái nguyện vọng là bật đèn luôn. Đăng ký kết hôn xong, chưa kịp cưới thì anh ấy nói là có tiền không đưa cho anh ấy để anh ấy trả ngân hàng. Anh mới nói là 200 triệu. Nhưng mà cái ngày cưới thì với em là ngày sốc nhất. Cái hòm tiền. Tiền đâu mất tiêu. Sao đến 3 ngày sau gia đình mới gọi em sang để mà đếm tiền. Ba cái khách lớn nhất của em thì lại không có tên. Thì anh ấy sẵn đang nằm mà bé này nằm bên cạnh, mà anh ấy đứng trên một cái giường mà anh nện em, anh dậm chân, anh đạp người em từ không tha một chỗ nào luôn. Anh nhấc con bé nhà em lên, anh định giáng một phát luôn. Ý là mày không nuôi tao đập đấy. Em nghĩ là chắc là ôm con nhảy giếng. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Người Thứ Ba. Chúng ta luôn có hẹn với nhau vào tối thứ ba mỗi tuần 20 giờ. Chúng ta ngồi đây lắng nghe nhau. Và dĩ nhiên rồi, đây không có phải là bối cảnh của một cái cuộc tham vấn tâm lý. Bởi vì đơn giản đây chỉ mới là khởi đầu của chuyện mọi người đối diện lại với trải nghiệm của đời mình thôi. Những câu chuyện được kể ở đây, nếu như là khán giả quen thuộc của Người Thứ Ba, chắc chắn mọi người cũng sẽ biết rằng là những nỗi đau, những câu chuyện sẽ là câu chuyện của những người có thể vì một phút lỡ lầm hoặc là nóng vội họ đã rời khỏi cái cuộc tình, rời khỏi cái cuộc hôn nhân của mình và đi tìm một cái người thứ ba. Cũng có thể là nỗi đau của một người bị người thứ ba bước vào gia đình của mình. Và đôi khi cũng có thể là cái sự ăn năn hối hận trăn trở của một bạn đã từng ở trong vai trò là người thứ ba. Thôi thì không có đoán già đoán non nữa, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện của nhân vật tuần này để biết chính xác câu chuyện tuần này là gì mọi người nhé. Em chào chị. Dạ em chào chị Tonya. Em hiện tại đang sinh sống tại Đồng Nai. Dạ. Mình năm nay là bao nhiêu tuổi rồi chị? Dạ em năm nay là 44 tuổi. Wow, vẫn rất là trẻ nha. Câu chuyện của mình chuẩn bị chia sẻ với quý vị khán giả thì nó sẽ là cái câu chuyện nào trong số những cái câu chuyện mà em vừa mới liệt kê ra? Dạ em là cái người mà đã vượt qua nỗi đau. Và em nghĩ rằng em đang rất là bình thản, bình an để mà chia sẻ lại câu chuyện này. Dạ, cái này em hỏi thiệt nha. Chị có một cái sự chỉnh chu rất là nhiều trong cái sự xuất hiện ngày hôm nay. Khi mà chị nhận lời tham gia chương trình thì chị có nghĩ rằng là lát nữa khi mà mình kể xong câu chuyện của mình đó là mình sẽ bật đèn không? Dạ em có cái nguyện vọng là bật đèn luôn. Là từ đầu luôn? Dạ vâng. Trời ơi chị ơi, chị xứng đáng có 10 người yêu chị ơi. Và ngay bây giờ thì xin mời bộ phận kỹ thuật hãy hỗ trợ chúng tôi để đèn phim trường được sáng ạ. Wow, trời ơi, màu tạo dài trắng rất là tinh khôi. Đó, quý vị khán giả theo mình nói là chị chuẩn bị rất là chu đáo. Nếu như vậy thì ngay bây giờ mình gửi lời chào đến quý vị khán giả, mình giới thiệu thông tin về mình luôn đi chị. Em chào chị Tonya, em chào toàn bộ ekip, em xin chào toàn bộ quý khán giả đang xem chương trình. Em tên là Bùi Thị Trâm. Thì hôm nay em đến với chương trình để chia sẻ và cũng như bày tỏ cái tâm tư và cũng như cái trải nghiệm cuộc sống và cuộc đời của chính mình. Vậy thì cho em hỏi là bây giờ mình đi từ điểm khởi đầu của câu chuyện đi. Năm chị bao nhiêu tuổi thì chị quen chồng của mình và hai anh chị quen nhau trong cái trường hợp nào? Dạ, thì năm 2007 thì em về nước sau khi em đi học ở bên Nhật. Dạ. Và anh ấy biết là em về nước thông qua một người anh em, bạn trong nhóm với nhau. Dạ. Và anh ấy kết nối, xin số điện thoại và nói chuyện với em. À, tức là trước đó anh chị đã có biết nhau rồi hay sao mà? Dạ, thì cùng quê chị. À, cùng quê. Dạ. Rồi. Thì có cùng tuổi không chị Trâm? Dạ không, anh ấy hơn em 5 tuổi. Dạ. Anh 74. Rồi. Dạ. Thì anh ấy có chia sẻ là anh ấy đang chờ đợi mình từ cả bao nhiêu năm nay, mười mấy năm anh chờ đợi vì là anh ấy thương thầm trộm nhớ mình ấy. Một cái cuộc tình câm mười mấy năm. Vâng, thì anh chia sẻ như vậy. Lúc đó cái cô gái cũng rất là xuân sắc, lúc đó mình cảm nhận cái lời nói đó làm sao chị? Dạ thì lúc đấy thì bản thân em nghĩ là không nghĩ rằng cái anh này lại thích mình như vậy. Tại vì cùng quê với nhau mà từ trước giờ cũng không chơi với nhau. Thì thời đấy thì cũng 29 tuổi rồi, em về nước lúc đấy em cũng muốn lập gia đình rồi. Thì thấy anh ấy đủ cái tiêu chí mà mình chọn như là anh ấy là cái người mà có cái ngoại hình bên ngoài rất là nội tâm. Nhìn có vẻ là ít nói trầm lắng, đúng cái style mình cũng đang thích. Cộng với lại anh ấy còn bố còn mẹ, thì đó là cái điểm mà em cũng luôn luôn tìm kiếm cái người nào mà còn bố còn mẹ em thích như vậy. Rồi anh em tìm hiểu nhau, rồi hai người quen nhau, rồi
thấy thì cũng đến tuổi kết hôn rồi, xác định luôn. Dạ, dạ, là sẽ kết hôn. Dạ. Vậy thì tính từ cái thời điểm mà ảnh liên lạc với chị cho đến cái thời điểm mà hai anh chị kết hôn là trong bao nhiêu lâu chị Trâm? Cũng gần một năm. Ờ, trong gần một năm đó thì ngoài cái cảm nhận của riêng mình về cái tiêu chuẩn mà mình đi tìm kiếm thì nó ổn rồi, thì mình có quan sát thấy cái cuộc sống của ảnh và gia đình của ảnh nó có cái điểm gì đó để mình cảm thấy, một là mình hài lòng, và hai là cũng có những cái nỗi lo đó chứ không phải là không đâu. Thì nó có cái chất liệu gì tại thời điểm đó không chị? Dạ có. Lúc đấy thì em có, khi mà bắt đầu quen anh đó là em chuyển công việc, em không đi dạy nữa mà em đi làm doanh nghiệp. Thì khi mà em đi làm ấy thì em chuyển về Biên Hòa. Trước em học sống ở Hồ Chí Minh, em chuyển về Biên Hòa em làm việc. Thì cái giai đoạn đó em có thời gian và cứ cuối tuần thì em về quê. Thì em có cố ý để tiếp cận với, về thăm gia đình. Yeah. Thì tới thăm gia đình thì thấy bố mẹ rất là hiền lành. Rồi gia đình cũng rất là tử tế, đối xử với em rất là tử tế. Cộng việc là biết là em, sở thích của em là thích ăn cái gì luôn. Yeah. Đó, từ yếu tố đó mình cảm thấy là gia đình này rất là sâu sắc, tinh tế. Thế thì em thấy lần 2, lần 3 thì gia đình vẫn gọi là khi em về thì tiếp đón rất là tử tế mà gọi là tiệc tùng linh đình luôn. Thì em lại so với cái một cái người mà xuất thân từ cái môi trường nông nghiệp như em ra thì em lại thấy là có gì đó hoang hoang, gọi là không tiết kiệm. Đấy. Đó là cái yếu tố mà em có hơi nhạy cảm một tí. Thì em vẫn quyết định lấy. Bởi vì suy cho cùng thì mình có thấy nó hơi hoang phí một tí, nhưng mà mình vẫn nhận ra là mình được đón tiếp nó trọng thị, cho nên là, dạ, là thôi rồi, cũng được, đúng không chị? Rồi thế thì cưới thôi. Vâng. Thế thì cái đời sống vợ chồng son sau hôn nhân, trăng mật, nồng đượm, nó kéo dài được bao lâu chị? À, câu chuyện nó thế này. Cái thời điểm mà quen nhau á, thì anh có chia sẻ với em là anh ấy nợ ngân hàng 50 triệu. Em nghĩ là đã thương nhau rồi thì có thể chia sẻ. Đăng ký kết hôn xong, chưa kịp cưới thì anh ấy nói là có tiền không đưa cho anh ấy để anh ấy trả ngân hàng. Anh mới nói là 200 triệu. Em nói mới có năm thôi mà từ 50 triệu đến 200 triệu sao nhanh thế. Thì anh ấy sẵn, bắt đầu lúc đăng ký kết hôn xong là anh bắt đầu anh tỏ ra sẵn rồi đó, là nghĩa là nói những câu mà nặng lời. Thế em mới đặt câu hỏi là thế anh tới với em là vì cái gì? Nếu như mà vì đồng tiền thì nói thẳng với anh là đừng hy vọng nữa. Thì sau đó anh lại nguôi. Anh bảo thôi lúc ấy anh đang lo lắng quá. Thế em vẫn đang đặt câu hỏi là tại sao lại là 200 triệu. Đúng rồi. Thế em lại về quê một lần chuyến nữa. Thì em hỏi bà già lúc đấy gọi là mẹ chồng tương lai ấy. Em bảo thằng con không biết là sao thấy anh nói là nợ 200 triệu là tiền gì. Lúc mà anh không có nhà thì bà nói là nó đánh bài. Lúc mà anh ấy vừa bước vào nhà cái thì bà lại nói sáng ra chuyện khác, là ý là không lo làm ăn. Thành ra em thấy là có sự không thật thà trong đó. Lúc đấy em cũng lo, nhưng mà em mới, anh lại vỗ về giường gọi là làm nguôi được, là thôi cái chuyện đấy là anh lỡ lời anh nói chứ không phải vì tiền bạc. Thế thì sau khi đó thì em cũng bỏ qua để đám cưới. Nhưng mà cái ngày cưới thì với em là ngày sốc nhất. Em về đám cưới thì chưa chuẩn bị một cái gì hết, nghĩa là thiệp mời các thứ hết xong hết rồi, tiệc tùng bên đấy là lo hết. Tại vì em ở trên này mà, do là bản thân em, tại sao em cũng chia sẻ luôn, tại sao em lại thích một cái gia đình còn bố còn mẹ, là bởi vì em, ba mẹ em mất sớm. Thì khi mà cái ngày đám cưới á, ngày đám cưới thì tiệc thì tiệc hợp hôn chứ không phải là một mình nhà anh làm. Vì là em ở trên này thì em chỉ biết là chu cấp tiền bạc thôi, còn ở nhà anh lo hết. Vừa cưới xong ấy thì cái hòm tiền đâu mất tiêu đó. Thì bà mẹ chồng á mới tóa hỏa lên, mới hỏi em là hòm tiền đâu. Thế thì cái đứa em nó mới nháy là bố mang về rồi. Khi mà hòm tiền nó về thì cũng không nói với em một câu nào, mà tiền thì tiền của hai họ. Thì em có nói với chồng em là anh ơi, cái tiền này á, em cũng cần phải biết ai với ai để trả ơn người ta nữa. Thế không biết nói sao, đến 3 ngày sau, gần cái ngày em đi làm lại rồi, thì anh ấy, bà gia đình mới gọi em sang để mà đếm tiền. Thì xem phong bì thì 3 cái khách lớn nhất của em thì lại không có tên. Thì lúc gì sau này em mới xem lại video thì thấy là có bỏ tiền vào trong đó. Thế thì cũng phẫn nộ một lần đấy, như thế thì hai cũng đã bắt đầu xích mích rồi.
Thế khi mà đến ngày em đi thì gia đình mới họp thì mới nói là nợ nần bây giờ thằng chồng mày nợ từng đây. Em mới nói là bây giờ thôi thì cứ cho con hỏi, con xin phép hỏi bố mẹ thế này. Có cả các anh các chị ở đây thì con hỏi là số tiền này bây giờ phải cần biết là nguồn gốc bắt đầu nguồn nợ ai. Đúng. Mà nợ người nào và nợ từ lý do gì. Nếu mà là nợ từ chồng của con thì vợ chồng con bàn với nhau thì bố mẹ không phải lo. Còn nếu mà nguyên nhân là do làm ăn trong gia đình với nhau thì là phải cả gia đình cùng chịu trách nhiệm. Thế à, ông già mới đứng lên bảo vậy coi như từ trước giờ tao chưa có dâu. Đấy, mà cả trước mặt cả gia đình như vậy mà mới cưới được 2-3 ngày. Chồng thì lại không nói gì. Nhưng mà số tiền nợ lúc đó là bao nhiêu vậy chị? Hơn 600. Năm 2008. Mà 2008. Vâng. Thì em nhớ 2008 vàng một chỉ đâu khoảng 1 triệu mấy. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, nó chỉ khoảng 1 triệu 7, 1 triệu 8 thôi. Thế thì sau đó thì cũng có một lần như này. Có nghĩa là em đang nằm trong buồng thì cái ở quê thì cái tường nó gần nhà. Thì vô tình chồng với mẹ chồng nói chuyện thì thào với nhau mình nghe được hết. Thì nói là thôi mẹ để cứ để từ từ con nói chuyện với con bàn, con nói chuyện với nó để có gì nó hỗ trợ trả nợ. Em nghe câu đấy bắt đầu em tê thái luôn. Thế thì em lúc đấy em lại nói chuyện sau em lại thấy là lòng mình lại thấy vẫn thương chồng. Nghĩa là mình mới kết hôn tại sao mình phải khổ vậy, thôi cứ người đầy người vượt qua tại sao mình không vượt qua. Có nghĩa là mình tự biện minh cho anh ấy là vì hoàn cảnh đưa đẩy, rồi vì anh ấy cũng thương mình, rồi vì anh cũng không muốn mình nợ nần. Tự vẽ ra một cái kịch bản nó trớ trêu nhưng mà nó phải ngôn tình để mình nắm níu. Xong rồi sao chị? Em mới bàn với anh là thôi thì anh cứ xin bố mẹ cho em đi làm, tháng em chi tiêu sinh hoạt còn dư thì em sẽ gửi về cho phụ gia đình trả nợ. Thế anh cũng nói chuyện với bố mẹ rồi mọi người vui vẻ cho em đi. Anh lại không đi. Anh không đi thì anh để em đi một mình. Lên thì quá trình em lên thì em lại uất ức. Nghĩa là cái sự tủi thân nó lại cao trào hơn. Từ những yếu tố đó thì em không gửi tiền về nữa. Em cũng không gửi tiền về. Thì sau một tháng thì em về nhà thăm bố mẹ, thăm mọi người. Em về em tủi thân nhất cái này, đó là tiền cưới này, tiền xe này, tiền thuê đồ cô dâu này, tiền cỗ bàn này, tiền sinh lễ này, là về nhà chưa ai trả hết, là một mình em lại đi trả hết những phần đó, coi như mình tự bỏ tiền ra cưới mình đó. Đúng rồi. Thế thành ra là nói chuyện với nhau mà ở mức mà khi em làm găng lên thì anh lại nguôi. Đấy, thế thành ra cứ níu kéo cho đến lúc mà em có bé đầu tiên thì đưa cho anh ấy 10 triệu. Khoảng 10 ngày thì bà già mới hỏi là đưa tiền đi chợ, thì em mới cũng bảo thôi mẹ cứ bảo anh đưa chứ, tại vì con đưa tiền cho anh rồi. Lúc hỏi thì bảo chứ là không có tiền. Em hỏi thế thì em đưa tiền cho anh đâu. Thế chỉ vì câu chuyện đấy mà anh vào anh đánh em. Anh đánh em thì lúc đó chị xin được mấy ngày? Khoảng 10 ngày. Đấy, anh vào anh đánh em thì em đang nằm, thậm chí cơ thể mình hẳn đang yếu mà. Đang nằm mà bé này nằm bên cạnh mà anh đứng trên một cái giường mà anh nện em, anh dậm chân, anh đạp người em từ không tha một chỗ nào luôn. Đó. Thì sau cái ngày hôm đấy là em đã mang đơn xuống huyện rồi. Nhưng huyện không nhận. Tại sao? Họ nói là mới đẻ có 10 ngày ly hôn gì mà ly hôn. Họ nói vậy. Buồn cười lắm. Em không hiểu lý do sao tòa không nhận luôn. Thì em mới về. Thực lòng lúc đấy mình chỉ là sốc ngay thời điểm lúc bị đánh thôi. Chứ trên bước đường mà cầm cái đơn đi là mình đã mềm lòng rồi. Nghĩa là cứ sợ con mình khổ ấy. Sợ là tại sao con mình mới đẻ ra mất cha rồi này kia, gia đình tan nát rồi đôi khi này kia. Thế sau cái đó thì cũng lại nguôi. Để nguôi thì cho em hỏi là sau đó ảnh nói cái gì với chị không? Ảnh, gia đình của ảnh có nhận thấy rằng cái trận đòn đó đối với một cái người mẹ vừa mới sinh con 10 ngày là có vấn đề không? Em có, em rất là yếu đuối nha. Cái giai đoạn em yếu lắm, yếu đuối và tinh thần ấy. Nghĩa là không biết dựa vào ai. Có tiền ấy, thời đấy em cũng có tiền mà. Có sự nghiệp, có vị trí. Thế nhưng mà bố mẹ không còn, nhà thì không có, anh trai thì ở xa, đấy, giờ đi đâu cũng phiền người khác. Thế thành ra nghĩ như vậy cho nên thôi thì không có gì bằng vợ chồng. Thì nghĩ là thôi thì làm sao mà vợ chồng vui vẻ là được, mình cứ an phận chờ con lớn một tí. Thế thành ra tự bản thân em là người làm lành ấy. Cái
thêm một cái điểm này nữa là em bế con em đi luôn này. Là lúc em con em tròn 6 tháng, anh để điện thoại ở nhà thì em mới cầm cái vô tình có một người là gọi điện tới thì em mới alo, thì lại giọng một người nữ mới hỏi là chị ơi đây có phải số anh Kiệm không? Thế bảo dạ vâng. Dạ bảo anh ấy ra đón em. Thế bảo thế chị là ai? Là chị là gì của anh Kiệm? Em nói là em là em gái của anh Kiệm, em về mẹ em sanh. Thế bảo thế chị là bạn gái của anh Kiệm phải không? À là của anh, bạn gái của anh trai em phải không? Thế bảo đúng rồi, tại anh với chị hẹn nhau là hôm nay tự có gì với chị ghé rồi chị tiện thể ghé thăm nhà. Thế bảo vâng chị cứ chú ở đâu đó đi rồi tí em anh ấy về em báo anh ra đón. Thế tí nữa anh ấy về em mới nhá máy rồi, em mới nhá cho máy cho cái bạn kia. Thế bạn mới gọi lại thì em mới đưa máy em mà nói anh ơi có bạn nào bạn gọi cho anh này. Thế vừa cầm máy là cái nhầm số rồi chị ơi. Chưa kịp nghe gì hết nhầm số rồi chị ơi đó. Em mới hỏi là bây giờ anh nói đi ai vậy, mà tại sao chị nói là chị bạn gái của anh, người yêu của anh ấy, thì bây giờ anh phải tại sao anh làm như thế? Em giận em bảo là ly hôn này kia cũng chả nói gì, mày thích làm gì mày làm. Em nghĩ vậy thế em mới bảo thôi đi em đi làm. Trong cái đầu của em nói đi làm lại để lấy lý do thôi, chứ thực chất là em cũng muốn đi luôn rồi. Thì em có gọi cho mấy người giám đốc của các công ty trước mà em từng quen, thì em gọi thì có một công ty ở ngoài Đà Nẵng mới thành lập thì em ra ngoài đó luôn. Vâng. Rồi cuối cùng 6 tháng con em 6 tháng, đến 6 tháng kế tiếp anh cũng không có mặt luôn. Anh cũng không ra, không thăm con, không hỏi thăm con, không gì hết. Điều đó có nghĩa là từ ngày mình mang bầu cho đến khi con hơn 1 tuổi thì về thực chất là anh không có cái độ gắn bó gì với con ấy. Đúng rồi. Cái giai đoạn đấy là lại thêm điểm nữa, có nghĩa là em vẫn có một cái sự gì đó là chờ đợi để cho anh ấy kết hợp, anh nghĩ vì con anh ra rồi giống như giữ lời hứa của anh là đi lập nghiệp cùng với em. Thời xưa thì mua sim điện thoại dễ. Em toàn cho nhân viên em mua hết sim này sim kia cho nhân viên em, nó tán anh không à, đứa nào tán là dính của đứa nào. Là em ở bên này em nghe được hết. Là thu được hết. Và thời đấy thì mình cũng thích thử ấy, thích thử xem là có chung tình hay không, hay có chung thủy hay không. Thực ra chị thử để làm gì vậy? Cũng chỉ là tò mò thôi chứ. Không, nó không phải là thích đơn thuần và tò mò đơn thuần đâu. Kiểu giống như là chị đi gom cái nỗi đau cho nó đủ lớn thực sự để mình buông á. Là mình làm để mình thực sự đau cho nó đủ. Có một hôm đó là nửa đêm nhá, lúc đấy khoảng 12 giờ đêm mà tự nhiên có ai cầm máy của anh giọng nữ gọi cho em. Đó em ở ngoài Đà Nẵng á, gọi em chửi em tới tấp luôn. Là con này con kia này này khác, chửi như thật ấy, xa xả xả. Sáng hôm sau em mới gọi được cho anh ấy, anh lại chửi ngược lại em. Anh bảo tối hôm qua thằng nào cầm máy mày gọi tao. Thì lúc đấy em bảo không biết là em đúng hay ai đúng nữa. Thế là sau khi đó thì sinh nhật con bé lớn nhà em được 1 tuổi đấy, tròn 1 tuổi thì anh ra anh rất là tử tế, anh ra anh xin lỗi rồi anh nói là bây giờ con cũng có một đứa con mà bây giờ thì anh ấy rất là hối hận ân hận vì là nửa năm nay anh không quan tâm con. Thế anh bảo anh thề là anh sẽ không bao giờ nói hỏi em 1.000 nào nữa, không bao giờ nói chuyện tiền bạc nữa, rẫy ruộng ở nhà bây giờ anh để cho bố mẹ hết rồi, bố mẹ tự bán tự trả, còn anh ra đây là vì vợ vì con. Thế thì em chương 2 tập 2 mùa 2 thì là lúc đấy á anh ấy hứa là anh ra ngoài này để lập nghiệp luôn. Thì em tần tảo em đi xem mặt bằng các thứ nơi ấy, em chuẩn bị sẵn tất cả gọi là cái đầy đủ rồi, nghĩa là tìm mặt bằng này rồi chuẩn bị đầu tư như thế nào này rồi tìm nguồn khách cho anh ấy luôn này. Thế nhưng mà đúng được 1 tháng anh ở đúng 1 tháng thì bà chị dâu cột chéo với em ấy. Yeah. Đấy mới gọi lên mới hỏi là chú có ở đấy không, thì em bảo có. Bắt đầu bà chửi xối xả, bà nói là bảo nó ăn cái này cái kia, ăn hết của con của cháu gì đấy. Yeah. Nói tóm lại nói những câu rất là tục tĩu. Giống như cảm thấy người ta uất ức quá vì là anh ấy liên quan đến tài sản thì gần như mua đất đai thì hay mua kiểu anh em trong nhà mua chung. Sổ thì một thằng cầm tên chẳng hạn, trong khi đó bỏ đi cái là coi như thằng kia dính líu, thì mới ý là không có anh này thì không giải quyết được. Thì lúc đấy em mới biết là vấn đề rồi đấy. Thế em hỏi câu chuyện làm sao, chị cứ bình tĩnh chị nói. Thì bảo là bây giờ ngân hàng nó đòi tiền mà bây giờ chú đi như vậy thì ở nhà không ấy, thì cuối cùng đất của anh chị ở đấy dính nữa.
Thế em mới biết là bắt đầu em ngồi gọi lại để hai vợ chồng nói chuyện, hỏi câu chuyện làm sao. Thì bây giờ anh cứ nói là bây giờ vấn đề chỗ nào mà này kia, bắt đầu mày đưa cho tao mấy trăm để với tao trả nợ. Thế em bảo là ủa hôm bữa anh lên anh nói với em là không nói chuyện tiền mà sao giờ lại thành tiền ở đấy. Thế là anh xé một cái áo làm đoạc cái anh bảo bố về. Không anh đi luôn mà em lại hoang mang nữa cơ. Lúc đấy em hoang mang là chỗ là chỉ sợ nửa đêm anh nghĩ quẩn ý. Em canh me con nó nằm im, bắt đầu em lấy xe em chạy em tìm. Thế bình tĩnh nói chuyện thì anh lại là cái người mà giống như là vuốt ve nói chuyện lại. Nói chung là nhỏ nhẹ hơn là thôi để anh, em cũng động viên anh là thôi anh cứ về anh bán hết đất đai mà trả nợ hết đi, thiếu bao nhiêu tính sau. Còn quan trọng nhất là anh cứ lên đây lập nghiệp đi đó, làm có tiền thì sẽ có trả nợ được. Thế là anh bảo thôi thì mẹ con ở đây bảo ban nhau làm ăn này kia chứ anh về rồi anh giải quyết xong được thì. Xong anh nói câu này là cái câu quả mà em ấn tượng đến bây giờ luôn này. Anh nói anh thì không lo được cho mẹ con thì thôi thì mẹ con cố gắng này kia nhá. Ý là giống như là lần này lần cuối cùng gặp nhau ấy. Thế lúc anh về được khoảng chừng 2 tháng thì hôm đấy là cái dịp đấy là mùa gì đấy là tự nhiên nhân viên của em nó bị xỉu một loạt luôn. Thế là mình cũng chóng mặt, mình bảo có khi nào mình bị giống chúng nó không. Là thì em mới mang đưa lên thì lúc đi khám thì bác sĩ ở bầu 7 tuần. Em hoảng luôn. Lúc đấy giống như là em cảm thấy là nếu bây giờ nữa là thôi chỉ chết đói thôi. Vì là một đứa mình đã gồng ốm đau, nó ốm đau riết luôn rồi. Bây giờ thêm một đứa nữa thì không biết sống kiểu gì. Thế là em bảo anh là thôi bây giờ anh ra Đà Nẵng ở với em đi. Lúc đấy thì còn nghĩ bảo là anh cứ ra thì em lo tìm cách để trả nợ với anh. Anh không ra, anh không chịu. Thế là em mới bảo thôi vậy thì em nuôi đứa trong bụng còn anh nuôi bé này. Thế mà anh nhấc con bé nhà em lên anh định giáng một phát luôn. Ý là mày không nuôi thì tao đập đấy. Em mới thôi kể cả cỡ gì cũng ôm con đi. Thế thì cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà anh ấy đang cặp mấy con bé ở ngoài Thủ Đức. Sau này cái ông anh bạn ấy mới nói, em mới biết là giai đoạn nó đang cặp. Em nghe xong câu chuyện đấy là em coi như kẻ chấp nhận nuôi một mình nuôi hai đứa con. Thế thì đến lúc mà em chuẩn bị sanh ấy thì anh nói chung kiểu gì kiểu nghĩ vậy nhưng mà kiểu chưa ly hôn ấy. Cho nên cứ kết nối qua lại, nhắn tin qua lại này kia rồi cuối cùng lại nói chuyện lại kết lại hàn gắn. Thế về thì anh mua cái nhà ở quê thì nó cũng không có cao lắm. Thì về cơ bản cái tài sản đấy nếu cơ bản là tài sản chung. Đến em về em sanh thì em xin nghỉ việc luôn. Vì em cũng cứ nghĩ là giờ hai đứa con rồi chắc chắn là không lo được việc của công ty nữa. Mặc dù mình nghỉ rồi thì em cứ gọi điện các anh các chị này hỏi thăm chúc mừng rồi đêm 30 thì chúc anh chị này kia nhá. Thế là anh nghe em gọi cái anh nào đấy tự nhiên đêm 30 đánh em. Em uất ức quá rồi em bế con bé nhỏ. Em để bé lớn ở nhà. Em vác một cái bầu em đi thôi. Lúc đó là thai của em bao nhiêu tuần? Gần sanh. Thế là anh gọi cho bạn bè em, anh nói là em bỏ nhà đi. Thì bạn em rồi nó bỏ con nó đi. Thế anh ấy bảo gọi cho bạn bè em. Thì bạn bè em hết người này người kia gọi, bảo thôi động viên em về đi đêm 30. Về con nó khóc. Xong người thì bảo nghe đâu là nó đang khóc ở nhà ngất đi kìa này kia. Thằng con bé nghĩ con lại quay về. Hù thôi chứ cũng không dám bỏ con. Tại vì bao nhiêu lần mình không bao giờ bỏ được. Thế về thì lại cũng chẳng làm lành với em đâu, tự em làm lành lại. Sanh bé xong thì cũng chả có chuyện gì, anh xin đi làm. Em bảo cho em ra lên đó em thăm xem công ăn việc làm anh sao. Anh không chịu cho lên. Em đã, tại vì em có một cái linh cảm rất là hay là có vấn đề gì đấy. Thì anh không cho lên, em nói là cứ để em lên xem sao, biết đâu được đầu tư được cái gì trên đó, em làm ăn trên đó để vợ chồng gần nhau. Thế anh bảo thôi ở nhà nuôi con thì khi nào anh làm nhiều anh đưa, anh mua vàng cho em đeo để lên cho anh sĩ diện. Mỗi giờ em thích mua cũng được, mình nói trêu vậy mà không để anh tự mua. Thế thì cái hôm đấy là anh ấy đi làm xong lại có một đoàn nữa đến nhà em đòi nợ. Xăm chỗ nhiều lắm. Xong rồi nói là nếu bây giờ chồng không trả được thì vợ phải trả, hai vợ chồng thì phải trả. Em nói em không trả. Thế là cái chị đấy chị đưa người đến, đưa người thì xách cái túm gạo còn có được chắc khoảng 4-5 kg xách luôn. Mắm của em bán tạp hóa qua mấy chai gom luôn. Xà bông cũng xách luôn.
Thế rồi cuối cùng bảo em là phải đưa tiền cho để mà về đổ xong. Em bảo đấy có gì chị cứ lấy đi chứ tiền em không có. Thế em bán cái cây xăng nhỏ xíu, bình xăng mini cho người đi đường ấy. Thế là cũng bơm mỗi người một xe xăng của em. Em gọi điện em sa sả cho một trận. Em nói đã không nuôi được con thì đừng có làm kiểu đấy. Bây giờ còn hạt gạo cuối cùng của con ăn anh cũng cho người đến lấy. Vậy thì anh còn lương tâm hay không? Vài tháng sau anh ấy về. Thế là tự nhiên thường chả bao giờ mất tiền, cả đời không bao giờ mất tiền. Có túi mình mới vừa xuống đằng sau quay về thấy tiền nó đã lộn xộn lên rồi, em mới ngồi em đếm trước mặt luôn. Mất phén mất 10 triệu. Giờ em nói thật anh về mất niềm tin quá. Em nói câu nặng lời như vậy đấy. Thế là sừng cố với em xong bỏ đi từ đấy luôn. Tháng sau bà chị dâu bà mới ra. Thím có biết gì chưa? Bà biết gì? Chú bán nhà rồi. Em cảm giác là giống như dồn mẹ con em vào chỗ chết ấy. Đúng. Vì sao em tự tin là cái nhà đó anh sẽ không bán? Em đơn thuần đó là người ta nói hổ dữ không ăn thịt con ấy. Thế em quên mất cái cú mà anh ôm con bé lên anh định quăng con bé xuống à? Nghe được là bán nhà rồi là tự nhiên là người em không còn một tí nào để sự sống luôn. Em nghĩ là chắc là ôm con nhảy giếng. Là tính ôm hai đứa là nhảy xuống cái giếng đằng sau chỗ ở đấy. Thế mà sao là cuối cùng cũng không làm. Thì em mới đi gửi hết đồ, gom hết đồ chỉ sợ người ta lấy ấy. Đi gom đi trả, đi gửi chỗ nọ chỗ kia. Xong rồi nghĩ nhờ người này kia em đi phỏng vấn công ty. Rồi đi làm. Rồi người đàn ông đó từ đó đến giờ là mất tích luôn. Từ năm 2012 cho đến năm 2017 là em vẫn nghĩa là uất giận thì vẫn uất giận, nhưng mà đâu đó vẫn trong sâu thẳm của mình là vẫn còn muốn níu giữ đấy. Thật sự là như vậy đấy chị. Tại vì em vẫn cho con em gọi. Em vẫn thậm chí cố, mình biết là mình gọi là đã không nghe rồi. Cho nên là dùng con để gọi, mà nghe giọng con là khóa máy, là chặn số. Chứ không riêng gì em. Đó, đấy. Vậy mà mình còn níu kéo cái gì? Thì thời điểm năm 2012 thì 12, 13 thì cái cô mà bạn chắc là cũng là lấy nhau bây giờ đấy gọi cho em. Thì thời điểm đấy thì em cũng vẫn đang muốn níu giữ mà. Thì cô gọi cô nói là cho em hỏi có phải chị Trâm không? Mà đúng rồi. Chị có phải vợ anh kia mà đúng rồi. Thế bảo chị ơi em nghe anh nói là chị là gì ngoại tình theo trai. Rồi không có trách nhiệm với gia đình. Rồi này kia. Thế em bảo ủa chị, vợ chồng chị có vấn đề gì đâu. Anh đi làm ăn còn chị cũng ở nhà nuôi con chứ có làm gì đâu mà bảo là chị đi theo trai. Nếu như mà anh ấy nói với em vậy thì quan trọng nhất là em tin hay không là ở em. Còn chị thì chị trả lời cho em như thế. Còn nếu như em nghĩ rằng là anh ấy mà thương em thật, anh nói là anh yêu thương em thật ấy, thì em với anh về đây, về gặp chị. Ba mặt một lời, nếu thực sự ấy thì chị sẽ hưởng ứng ký giấy và chị, nếu mà hiện tại thì chị, nếu mà anh khó khăn giúp được cái gì chị giúp. Lúc đấy mạnh mồm nói thôi. Nhưng vài ba hôm sau là cũng hai ngày hôm sau nữa là quay lại gọi lại cho em bảo là thực sự em nói chuyện với chị vậy thôi chứ em không muốn con em mất bố. Ý là cô ấy nói là cô có bầu ấy. Thì em bảo vậy thì em nên giữ. Đến năm 2013 thì con em nhập viện, đứa thứ hai nó nhập viện mấy tháng trời á. Thì em báo cả bên gia đình nhà anh ấy, rồi báo này kia là rồi gọi cho anh để xem, nghĩa là mình cũng rối ấy. Thế thành gọi nhưng mà gọi không trả lời. Rồi nhắn tin cũng không có hồi âm. Rồi bên nhà ông bà nội thì cũng chỉ nói một câu thôi, giờ con cái thì phải bố mẹ phải lo chứ giờ bố mẹ già thì không lo được. Thế rồi cuối cùng cứ diễn tiến qua lại một thời gian dài như vậy. Thế thì cái điểm mốc nào là điểm mốc đi nộp đơn ra tòa? Thì đến năm 2017 là trước đó thì cũng vẫn cứ tìm cách để ly hôn. Họ nói làm theo hồ sơ mất tích thì phải về đây điều tra, phải làm này làm kia. Mình thấy nó phức tạp quá, rất là phức tạp, bởi vì mình thời gian phải làm kinh tế, lo cho con, hai đứa còn nhỏ xíu bé hai bên. Nói chung hai là đứa. Có lý do để cứ phải dần gọi là lằng nhằng như đấy. Thế cuối cùng em phải ủy quyền đấy, ủy quyền luật sư đó. Thế thì ra tòa ly hôn thôi. Vâng. Xong có gặp nhau được ở tòa không? Không. Bạn ấy cũng không về. Có thể quý vị khán giả sẽ cảm thấy khó chịu và bực bội khi mà nghe cái hành trình của chị. Nhưng mà nếu như mà chúng ta nhìn
cái sự gọi là cái sự trưởng thành của một người á, bằng một cái góc nhìn nó mang tính liên tục, chúng ta sẽ hiểu rằng là có những người họ vốn đã bị thiếu đi những cái chỗ dựa vào trong những cái thời khắc rất là quan trọng của cuộc đời, đó là cái quá trình thơ bé nè, đó là khi mình thành niên nè. Tất cả những cái điều này nó tạo ra những cái nỗi sợ ở trong tiềm thức, để rồi khi mà chị được gắn bó với ai đó thì đối với chị thì cái người này tuyệt đối không được mất đi. Dù cho họ có tệ với mình cách mấy thì mình cũng nghĩ rằng là thôi có họ còn hơn là không có. Và mình nghĩ rằng những cái nỗi đau khác, thậm chí là nỗi đau về mặt thể xác, mình có thể vượt qua, tiền mất có thể tìm lại được. Nhưng mà cái cảm nhận, cái trải nghiệm về việc là tôi đã từng không có người thân, nó làm cho chị hình dung rằng thôi kệ, có một người thân cũng được. Người đó như thế nào thì thôi coi như cái số mệnh của mình, và mình chấp nhận cái điều đó. Và em hỏi thiệt chị một cái điểm mốc nè, cái thời khắc mà chị nhận cái quyết định ly hôn, đó là cái gọi là, đó là một cái yếu tố rất là trực quan về mặt nhìn thấy được. Đây là tờ giấy, tôi sờ được vào mặt giấy và tôi đọc được bằng con chữ để tôi biết chính xác rằng cái cuộc hôn nhân này nó dừng lại rồi nè. Cái cảm xúc của chị tại cái thời khắc đó nó như thế nào chị Trâm? Cảm giác là giống như một sự thành công ấy. Thoải mái đúng không chị? Em cảm giác là em buông được một cái gánh nặng rất lớn. Đời mình nó gọn gàng hẳn liền luôn. Em cảm thấy nó nhẹ, nhẹ người, thấy thanh thang hơn. Thế thì cái điều gì nó thôi thúc chị để chị quyết định trong cái câu chuyện ngày hôm nay mình bật đèn ngay từ đầu luôn, mà không đợi đến cuối chương trình em hỏi? Em muốn là bù đắp cho bản thân mình ấy, là được một lần nói ra cho, nghĩa là cơ hội cho bản thân mình là được chia sẻ. Nói một cách công khai rõ ràng mọi chuyện. Vâng, và thực sự chính bản thân em á, thì lâu rồi, gần bây giờ thì em không còn ấy, nhưng mà trước đây lúc nào cũng hậm hực nhé. Lúc nào cũng muốn đối mặt với anh ấy một lần, giống như là phải hai đứa ngồi nói chuyện với nhau một lần để cho ra ngô ra khoai tại sao anh lại bỏ đi. Thực ra cái câu trả lời chỉ có mà chị cố tình không thừa nhận câu trả lời thôi, chứ chị thừa biết câu trả lời là gì mà. Nó rất là đơn giản thôi, là bởi vì đơn giản là người ta không có coi trọng cái cuộc sống gia đình. Vậy thì khi mà tham gia chương trình này thì đồng nghĩa với cái việc là tự cởi trói cho mình, được can đảm, được nhìn nhận cái hành trình mình đã đi qua. Thì chị có cái thông điệp nào muốn gửi đến cho khán giả theo dõi chương trình không? Thì thông qua chương trình này em cũng xin gửi tới tất cả những cái người mà làm cha làm mẹ. Thực sự nếu mà trong hôn nhân mà không hạnh phúc thì cũng nên là phải có trách nhiệm với con. Và nói một câu không biết là có nên nói không, nhưng thực sự phải có sự nghiệp, có tiền thì nó sẽ bù đắp cho mình phần nào. Nó đúng mà. Đấy. Chứ còn nếu mà cứ chìm đắm giống như em, như người khác hỏi em, có những người đã rủ em là chỉ điểm cho em để đi đánh ghen ấy. Mà nếu mà thời gian em đi đánh ghen chắc con em chết rồi. Dạ. Cảm ơn câu chuyện của chị Trâm ngày hôm nay. Cái điều kiện để bạn có thể độc lập đó là phải có sự nghiệp. Sự nghiệp ở đây không có nghĩa là bạn phải ở một cái vị trí rất là cao trong xã hội, mà sự nghiệp ở đây chỉ đơn thuần là tôi có công ăn việc làm, tôi tự lập được, tôi có tài chính lo cho mình và cho những cái người thương yêu của mình với những cái nhu cầu nó rất là căn bản trong cuộc sống. Và với câu chuyện ngày hôm nay thì mình hy vọng mọi người sẽ hiểu rằng là khi chúng ta tìm đến với hôn nhân là chúng ta tìm một người bạn đời, chúng ta tìm một người đồng hành, chúng ta tìm một người để cuộc sống của chúng ta nó được đủ đầy hơn. Và để có thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì cả hai đều phải sửa mình luôn. Bởi vì không có cái cặp đôi nào mà ráp lại là bỗng dưng hoàn hảo, nhưng phải là cả hai. Bởi vì nếu như chỉ một người cố gắng thì câu chuyện không giải quyết được. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng với Người Thứ Ba, luôn theo dõi, luôn đóng góp, luôn nhận xét và luôn yêu thương, yêu kiếp thực hiện chương trình, và luôn bao dung với những khách mời của chúng tôi trong từng tuần xuất hiện ở đây nữa. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết rồi, chúng ta sẽ chúc nhau ngủ ngon để mọi người có thể có năng lượng đủ đầy cho một tuần làm việc hiệu quả. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.